Bạch sư cho con hỏi lộ trình tu tập của một người cư sĩ tại gia sơ cơ chưa biết gì về Phật giáo Nguyên Thủy. Việc đầu tiên là quý vị đi học giáo lý giùm sư ha. Học giáo lý đi thì tự nhiên những cái thứ khác nó sẽ mở ra cho mình. Trong 3 tháng an cư mùa mưa này đó thì Thiền viện Nguyên Thủy có mở ra các cái lớp học xuyên suốt mùa an cư. Quý vị thấy đó, mỗi một ngày là có 3 lớp, thứ bảy chủ nhật là khóa tu nguyên ngày. Cho nên là quý vị đây cũng là một cơ hội để quý vị học giáo lý. Cho nên là ráng thu xếp thời gian để học hỏi giáo lý ha. Phải học thì mới biết được. Giống như là một người mà không biết đường thì việc đầu tiên là mình phải coi bản đồ. Nhớ cái điều đó. Rồi.